Chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với Go Group ngày hôm nay. Và em là Phạm Linh, rất vui khi được đồng hành cùng quý anh chị trong video lần này. Ngày hôm nay em xin được chia sẻ với anh chị những nguyên tắc cũng như là những lời khuyên cơ bản khi mà chúng ta lựa chọn trang phục golf trong quá trình luyện tập cũng như lên sân nhé. Sân thì áo golf là một trong những điểm nhấn tạo nên phong cách thời trang riêng cho từng golfer. Các anh có thể lựa chọn những mẫu áo ngắn tay có cổ kết hợp với chất liệu thoáng mát. Trên tay em đây là một mẫu áo Charlie. Khi mà lựa chọn mặc những mẫu áo ngắn tay như thế này thì các golfer nên chuẩn bị cho mình những chiếc xà cạp chất lượng tốt để tránh rát nóng trong mùa hè thu nóng bức này nhé. Tiếp đến chúng ta sẽ cùng đến với quần golf. Đối với golfer nam thì sẽ có hai lựa chọn chính, đó là quần golf dài và quần short ngắn. Dạng quần short ngắn thì theo luật sẽ không được mặc quần short ngắn quá 6 inch tính từ đầu gối trở lên. Chất liệu thiết kế quần golf thường được làm bằng sợi polyester. Chất liệu này sẽ giúp cho chúng ta giữ được cái form dáng cũng như là sự thoáng khí trong quá trình mà vận động trên sân. Đối với các golfer nữ thì các chị hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu váy cũng như là những mẫu quần váy để thể hiện được cái cá tính của mình cùng với những màu sắc sặc sỡ mà các chị yêu thích nhé. Tiếp theo thì em xin được chia sẻ đến các golfer về cách phối đồ sao cho khi lên sân chúng ta có được phong cách lịch sự, phong độ cũng như là phù hợp nhất. Có hai cách phối đồ cơ bản. Cách đầu tiên đó là chúng ta sẽ lựa chọn những mẫu quần tối màu, sẫm màu như thế này. Ví dụ như là mẫu quần màu xanh thẫm mà em đang cầm trên tay đây. Đối với những mẫu quần mà có màu xanh thẫm như thế này thì chúng ta có thể phối với những mẫu áo sáng màu. Ví dụ như là em sẽ lựa chọn một mẫu áo Charlie màu trắng thì chúng ta sẽ phối như thế này. Đối với quần golf thì các mẫu thiết kế hiện nay thì đều thiết kế có con đỉa. Các anh golfer nên lựa chọn cho mình những chiếc thắt lưng có màu sắc phù hợp để phối cùng với mẫu quần áo của mình sao cho lịch sự nhất nhé. Cách phối đồ thứ hai mà em muốn chia sẻ đó chính là chúng ta sẽ lựa chọn một mẫu quần thuộc gam màu trung tính. Các màu trung tính ở đây có thể là màu xám, màu ghi, màu kem, màu nâu hay là màu trắng. Bây giờ thì em sẽ thử lấy một mẫu quần Charlie màu trắng. Khi mà chúng ta lựa chọn một mẫu quần Charlie màu trắng như thế này thì ta có thể lựa chọn một màu sắc áo sẫm màu hơn một chút, ví dụ như màu xanh đây. Đó thì bây giờ chúng ta sẽ được một bộ đồ áo xanh và quần trắng. Rất là đẹp đúng không ạ? Và cũng có thể kết hợp với một chiếc áo màu đỏ đô như thế này ạ. Đó. Chắc chắn rằng là golfer nào mà có ưu điểm về cơ thể khỏe mạnh thì một chiếc áo đỏ đô kết hợp với cả một chiếc quần trắng chắc chắn sẽ là một lựa chọn giúp cho anh phong độ hơn trên sân. Khoác lên mình một bộ trang phục golf thêm được phần nào về phong cách thời trang golf của các golfer. Nếu như anh chị còn đang băn khoăn không biết là lựa chọn một trang phục như thế nào phù hợp nhất khi lên sân thì hãy đừng chần chừ và liên hệ ngay đến Gold Group để chuyên viên tư vấn bên em có thể tư vấn để anh chị một bộ golf phù hợp nhất nhé. Và em là Linh Gold Group. Chúc các anh chị có những buổi ra sân vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.